Xin chào các bạn, lại là Tiến đây. Hôm nay hãy cùng Tiến tiếp tục khám phá những cái nhất chỉ có tại Mỹ nha. Mỹ đã nhiều năm thống trị bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới. Quốc gia này cũng là quê hương của các trường đại học Harvard, Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts. Có tới hơn 4.500 cơ sở đào tạo giáo dục bậc cao trên toàn nước Mỹ và hàng trăm nghìn khóa học chuyên ngành để các bạn lựa chọn. Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa với sự giao thoa văn hóa độc đáo của nhiều chủng tộc nhất thế giới. Ở Mỹ, bạn sẽ bắt gặp được những nét văn hóa quen thuộc đến từ các quốc gia từ Á, Âu cho tới Phi. Có thể bạn chưa biết, số người Việt ở Mỹ chiếm khoảng một nửa số Việt kiều trên toàn thế giới. Trong đó, 5 tiểu bang có cộng đồng người Việt sống đông đảo nhất là California, Texas, Washington, Florida và New York. Giờ đây, ước mong sinh sống tại Mỹ với những cái nhất trên không còn xa vời nữa. Vì đã có AMS Việt Nam đồng hành cùng bạn xuyên suốt hành trình hiện thực hóa ước mơ đó. Và đừng quên follow kênh AMS Việt Nam để được cập nhật thêm nhiều thông tin định cư di trú nhé.